giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trấn Thành hé lộ tạo hình vai bố già. Trấn Thành đóng vai trung niên khắc khổ trong Bố Già, phim điện ảnh chuyển thể từ web drama ăn khách. Trong poster phim Bố Già Trấn Thành đóng xuất hiện cùng dàn diễn viên như nghệ sĩ Ngọc Dầu, Tuấn Trần, Lê Giang. Tạo hình của anh khá gần với nguyên mẫu trong web drama cùng tên. Người đàn ông trung niên phong cách xuề xòa, sống trong khu lao động nghèo. Ngoài các tên tuổi từng đóng trong web drama, dự án còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên mới Lan Phương, Hoàng Mèo, La Thành, Bé Ngân Chi. Ekip chưa tiết lộ cụ thể kịch bản. Phim điện ảnh có nội dung khác với bản web drama, song vẫn xoáy vào xung đột trong gia đình. Bối cảnh chính là một con hẻm nghèo giữa lòng thành phố. Đạo diễn hình ảnh Diệp Thế Vinh cho biết muốn phim mang lại không khí đặc trưng của Sài Gòn, dung dị, ồn ào và thân thuộc. Ekip mất nhiều tháng để tìm được con hẻm đáp ứng tiêu chí của đạo diễn. Đạo diễn Vũ Ngọc Đảng nói khi Trấn Thành mời thực hiện phiên bản điện ảnh, anh bất ngờ và phấn khích. Anh cho biết, tôi tâm đắc bản web drama bởi nội dung gần gũi, diễn xuất chân thật nên đồng ý ngay khi được ngỏ lời. Trấn Thành đảm nhận vai trò đồng đạo diễn, biên kịch và dựng phim. Tác phẩm đóng máy hồi tháng 10, dự kiến ra rạp mùng 1 Tết 2021. Web drama Bố Già ra mắt hồi đầu năm, kể gia đình ông Trần Văn Thành, Trấn Thành đóng, một tài xế xe ôm lao động chính trong nhà. Gia cảnh túng quẫn, ông hay can thiệp khi thấy chuyện bất bình nên thường bị thua thiệt. Trấn Thành đầu tư 4 tỷ đồng cho sản phẩm đầu tay. Mời nhiều nghệ sĩ đóng vai phụ như nghệ sĩ Ngọc Dầu, Lê Giang, Lê Quốc Nam, Anh Đức, Trúc Nhân. 4 tập phim đứng đầu top trending thịnh hành của YouTube, mỗi tập đạt hàng chục triệu lượt xem. Phim thu hút khán giả nhờ có nhiều tình tiết đời thường gần gũi. Trấn Thành có nhiều phân đoạn thể hiện sở trường, diễn hài lẫn bi. Anh còn tham gia vào khâu nội dung bằng cách tư vấn cho biên kịch các tình huống lời thoại. Điểm trừ của phim nằm ở khâu hóa trang. Tạo hình của Trấn Thành chưa khắc họa được vẻ ngoài sương gió của một tài xế xe ôm trung niên, phải mưu sinh nhọc nhằn. Kết thúc của phim gây tranh cãi khi rẽ sang chiều hướng mới khiến mâu thuẫn của các nhân vật bị bỏ lẫn. Trấn Thành tên đầy đủ là Huỳnh Trấn Thành, sinh năm 1987, hoạt động diễn viên và MC. Anh đóng các phim điện ảnh Bệnh Viện Ma, Nắng 1 và 2, Chờ Em Đến Ngày Mai, Trạng Quỳnh, Cô Lại Vợ Bầu. Anh còn diễn nhiều tiểu phẩm hài và làm giám khảo MC của một số game show.